Đoàn Thị Hương tự do 2 năm ngục tù và câu hỏi chưa có hồi đáp. Đoàn Thị Hương được phóng thích và kết thúc cô hậu chú hô sau 2 năm ngục tù. Song công lý có thể sẽ không bao giờ được thực thi khi kẻ thủ ác chưa bao giờ bị đưa ra xét xử. Đoàn Thị Hương từng mơ ước trở thành người nổi tiếng, nhưng có lẽ chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có một trang riêng trên Wikipedia như hiện tại. Một trong hai nghi phạm nữ trong vụ sát hại Kim Dung Nam tại Malaysia ngày 3 tháng 2 năm 2017. Đó là những lời giới thiệu về Hương ngay ở đoạn đầu trang của Wikipedia. Và những gì diễn ra sau đó ngày hôm đó với Hương, báo chí quốc tế đã đưa tin cặn kẽ trong hơn 2 năm qua. Hôm mùng 3 tháng 5 thì Hương đã được trả tự do và rời khỏi nhà tù Kajang ở bang Senahor, Malaysia, khép lại quá trình tố tụng kéo dài, bất chấp những chỉ trích rằng hung thủ thực sự trong vụ án vẫn còn đang nhường nhờ ngoài vòng pháp luật. Cái giá của sự ngây thơ. Hương sinh năm 1988, là con gái út trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn Nam Định. Học xong cấp 3 thì cô rời gia đình và gần như rất ít về thăm nhà. Và theo New York Times thì nếu không có vụ án mạng, câu chuyện về Hương dường như cũng sẽ tương tự câu chuyện của những cô gái khác lớn lên với giấc mơ đổi đời ở các vùng quê nghèo tại Đông Nam Á, nơi có hơn 18 triệu người ra nước ngoài làm việc, theo số liệu của Liên Hợp Quốc vào năm 2013. Theo cơ quan điều tra Malaysia thì ghi trong hồ sơ của Hương là nhân viên cơ sở giải trí và trên trang Facebook được cho là của cô, tài khoản có tên là Ruby Ruby, người ta có thể thấy cô đi lại nhiều, thường xuyên ở Campuchia và Malaysia trong những tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Những bài đăng của Hương từ Malaysia với những tấm hình và video cô cười chùm môi khó lòng cho thấy rằng hình ảnh của nữ sát thủ máu lạnh. Ảnh chụp món kem, cánh gà rán và một con gấu bông trên giường ở một khách sạn. Hương cũng có giấc mơ của riêng mình và không lâu sau vụ án chấn động tại sân bay Kuala Lumpur, cư dân mạng chia sẻ từng đoạn video ghi hình của một cô gái trông giống Hương tham gia vòng tuyển chọn của một cuộc thi Vietnam Idol năm 2016. Theo báo The Star của Malaysia cho biết, cảnh sát đã dùng công nghệ nhận diện và nhận định ngoại hình của cô gái trùng hợp với dáng của Hương. Thế nhưng Hương chắc hẳn chưa từng muốn cô sẽ nổi tiếng theo cách mà mọi chuyện đã diễn ra. Khách sạn bị thay bằng phòng giam, cánh gà rán trở thành cơm thù và những tấm ảnh selfie nhường chỗ cho những bức hình mà cánh phóng viên chụp mại mỗi lần cô bị áp giải với tòa án với đôi tay bị còng. Trong khẩu cung của Hương tại cơ quan điều tra Malaysia thì cô nói cô bị lợi dụng để giết người vì giấc mơ trở thành ngôi sao. Theo giờ RC Simon thì sự việc bắt đầu từ cuộc gặp của cô với người có biệt danh tên là Mr. E tại Hà Nội. Người này tự xưng là nhà quay phim cho một chương trình hài đến từ Hàn Quốc và nói với Hương rằng anh ta sẽ giúp cô trở nên nổi tiếng. Hương nói rằng Mr. E đã tỏ ra chiều chuộng cô ngay từ cuộc gặp đầu tiên của họ. Anh ta đã tặng cho cô một chiếc áo khoác hồng và đưa cô đến một quán karaoke và một nhà hàng Hàn Quốc tại Hà Nội. Và anh ta cũng tặng cô 45 USD làm quà Giáng sinh. Và đổi lại, Hương sẽ phải thực hiện những video mà cô được bảo là sẽ xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế của công ty. Công ty cũng sẽ thuê thêm diễn viên mới để video đạt hiệu quả cao hơn và đăng chúng lên YouTube. Và diễn viên mới đó chính là người được cho là ông Kim Trung Nam. Và cảnh quay Hương góp mặt chưa bao giờ xuất hiện trên YouTube. Thay vào đó là cảnh nằm trong camera giám sát của sân bay và trở thành bằng chứng chống lại cô trước tòa án. Một điều chắc chắn rằng Mr. E, người mà cơ quan điều tra Malaysia sau này xác định là đặc vụ của Triều Tiên đã quá chuyên nghiệp. Còn Hương thì lại quá ngây thơ nên bị biến thành con dê tế thần, theo các lời của luật sư của cô. Và cái giá phải trả của sự ngây thơ đó là 2 năm, 2 tháng và 19 ngày trong nhà tù ở Malaysia. Vậy, kẻ thủ ác thì ra sao? Bản án dành cho Hương được xem là cái kết đẹp và có phần may mắn như cách nói của thẩm phán Ari Arafin tại tòa thẩm án Salah Alam, nơi đã diễn ra phần lớn trong số 23 phiên tòa xét xử của Hương và bị cáo người Indonesia Siti Alisha. Song công lý trong vụ việc có lẽ sẽ không bao giờ được thực thi đầy đủ khi những kẻ thủ ác thực sự chưa bao giờ bị đưa ra xét xử. Một ngày trước khi Hương được thả tự do tại Malaysia thì hãng Airarera có trụ sở tại Qatar công bố đoạn video ghi lại cảnh Jiyoung Choi, một trong những nghi can Triều Tiên hát karaoke tại Trung Quốc vài tháng sau vụ án mạng. Ri được cho là người đã điều chế chất độc thần kinh VX dùng để ám sát người được cho là Kim Trung Nam. Jiyoung Choi bị bắt sau vụ việc nhưng nhanh chóng được thả theo thỏa thuận giữa Malaysia và Triều Tiên để khép lại cuộc khủng hoảng ngoại giao ngay khi đó, và chính phủ Malaysia nói không đủ bằng chứng để truy tố Jiyoung Choi. Một cơ hội vàng đã bị bỏ qua. Cảnh sát Malaysia cho biết 5 người đàn ông có mặt tại sân bay Kuala Lumpur để theo dõi vụ ám sát.
Bốn người trong số họ quan sát các cô gái tiến hành trò tròn hay còn gọi là chơi khăm. Người thứ năm làm nhiệm vụ quan sát phòng y tế sân bay nơi nạn nhân được tìm đến. Các điều tra viên Malaysia phát hiện là chiếc xe mà nghi can Ri Yong Choi mua đã đưa những người khác rời khỏi sân bay. Và khi họ bắt Ri tại nhà thì anh ta đang lái một chiếc xe khác mang biển số ngoại giao của Triều Tiên mà anh ta đã được sử dụng từ năm 2015. Dù cho nghi ngờ Ri Yong Choi điều chế chất VX tại nhà thì cảnh sát chỉ lục soát căn hộ của anh ta một lần, thẩm vấn anh ta cũng chỉ được một lần và không tiến hành kiểm tra đồ dùng cá nhân của Ri để phát hiện dấu vết của chất độc VX. Theo các luật sư thì cảnh sát đã không khách quan cũng như là không đủ trình độ. Họ cáo buộc cơ quan điều tra chỉ chăm chăm tìm cách buộc tội hai cô gái thay vì điều tra Ri và đồng bọn của anh ta. Hai tuần sau khi bắt Ri Yong Choi, cảnh sát Malaysia đã thả anh ta đến Trung Quốc. Ri Yong Choi đến Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, mang theo mọi cơ hội để giúp tìm ra ai mới là kẻ chủ mưu thực hiện cái vụ ám sát. Họ đã có một cơ hội vàng để bắt những kẻ gây án phải chịu trách nhiệm. Giáo sư Yeo Chu Ping tại Đại học Quốc gia Malaysia nói với Andrea, chúng ta đã hoàn toàn mất nó. Gia đình Đoàn Thị Hương chuẩn bị mổ lợn đón con gái. Cha mẹ Đoàn Thị Hương cho biết gia đình sẽ được hỗ trợ đi xe từ Nam Định đi đón con gái trở về nước ngày 3 tháng 5. Ông Đoàn Văn Thanh là cha đẻ của Đoàn Thị Hương xác nhận qua điện thoại với báo chí. Gia đình sẽ được nhà nước trở đi từ chiều ngày 3 tháng 5 để đi đón con gái. Chúng tôi chuẩn bị mổ lợn để ăn mừng, nhưng nhà nghèo nên không dám làm to, chỉ làm mấy mâm liên hoan mừng em nó về vậy thôi. Bà Nguyễn Thị Vi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương, chia sẻ với báo chí qua điện thoại. Hai ông bà cho biết ông Thạnh và có thể là anh Đoàn Văn Bính là anh trai của Đoàn Thị Hương sẽ đưa đi đón, nhưng mà chưa rõ mấy giờ thì cháu Hương nó sẽ về đến nhà. Một trong ba luật sư của Đoàn Thị Hương là ông Hisham Ted Portit thì trả lời với báo chí qua tin nhắn cho biết Hương sẽ được thả khỏi nhà tù vào lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương. Và báo Starline của Malaysia cho biết thì Hương sẽ bay về Việt Nam vào tối cùng ngày trên một chuyến bay của Vietnam Airlines. Đoàn Thị Hương là đồng phạm trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Choi, người được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 2 năm 2017. Trong phiên tòa ngày 1 tháng 4 thì Hương nhận tội là cố ý gây thương tích và bị tuyên án tù là 3 năm 4 tháng, nhưng sau đó thì được giảm án vì hành vi tốt và cô được thả ngày 3 tháng 5 vì án tù đã được giảm tính từ tháng 2 năm 2017. Và khi cô bị bắt ở sân bay Kuala Lumpur, nơi công dân Triều Tiên bị giết hại, gia đình Hương cho biết thì đang nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, hàng xóm từ sắp đón con gái trở về. Và khi được hỏi về mong muốn của Hương làm ca sĩ diễn viên sau khi được tự do, thì bà Vi cho biết rằng gia đình sẽ ủng hộ. Nếu mà cháu có khả năng thì gia đình luôn ủng hộ hết lòng cho cháu thỏa nguyện được cái đam mê của mình. Sau nhiều năm sống xa nhà và 2 năm chịu cảnh giam giữ trong nhà tù ở Malaysia, thì Hương gần như sẽ bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Hương không còn gì ở nhà, quần áo ngày xưa thì cũng chẳng còn bộ nào. Mẹ kế của Hương cho biết gia đình thì cũng không được liên hệ hay là nhận được đồ đạc gì từ nơi con gái họ từng ở trọ trước kia khi vướng phải vòng lao lý. Bà Vy nói thêm thì gia đình ủng hộ dù sắp tới Hương quyết định lại đi xa nhà để lập nghiệp hay là sớm lập gia đình. Đấy là quyền quyết định của em nó, còn bây giờ thì bố mẹ quân giữ cũng chả được, bà Vy chia sẻ với báo chí. Dân mạng sốc nặng vì Đoàn Thị Hương cười tươi được săn đón như một ngôi sao trở về. Đừng vì bóng tối của lòng người mà để ánh sáng trong lòng mình vụt tắt. Đừng dạy con người cười hả hê trên nỗi lầm của mình và tỏa sáng như con tiêu thân giữa rừng u mê như Đoàn Thị Hương hôm nay, một bạn trên Facebook chia sẻ bức xúc. Một bạn khác cho ý kiến rằng người ta có thể biến một nghi phạm giết người trở thành một ngôi sao. Mọi giá trị đều có thể bị đảo lộn, đen thành trắng, đúng thành sai, xấu thành tốt, điều gì cũng có thể xảy ra được. Nhẽ ra câu đầu tiên phải là lời xin lỗi. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương rời khỏi nhà tù Karang thuộc bang Selangor, Malaysia lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 5 giờ địa phương, tức là 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày ở Việt Nam. Mà cách cô này trở về thì thật là khó coi. Dù sao thì cũng vô ý lấy đi một mạng người, nên đừng cười ngả nghiêng như người chiến thắng trở về như vậy. Tràn ngập trên Facebook là những dòng băn khoăn cũng như những lời status chia sẻ khi Đoàn Thị Hương trở về trong nụ cười rạng rỡ. Dân mạng nghĩ nhiều hơn đến một lời hối lỗi, dù vô tình hay là cố ý phạm tội, thì hình ảnh quốc gia cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trái ngược với kỳ vọng một Đoàn Thị Hương trở về trong sự hối lỗi hay là ân hận, hoặc là hứa hẹn sẽ sống tốt với hình ảnh một Đoàn Thị Hương đeo kính râm, uốn tóc, mặc đồ thời trang, cười kiêu hãnh khiến dân mạng sốc nặng.
Một tài khoản tên là Phương Lan chia sẻ: đây là phạm nhân, tội cố ý gây thương tích chứ không phải là người hùng. Làm gì mà được chào đón như người hùng vậy? Là một con người, làm ai đó bị thương, còn phải biết ăn năn, huống hồ vô tình hay là cố ý cướp đi tính mạng của người khác, thế mà vẫn nhăn nhở cười. Lẽ ra câu đầu tiên cô này phải nói là lời xin lỗi người đã mất và xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam. Ai cũng vui mừng vì một công dân Việt Nam được trả tự do, nhưng đừng vì bóng tối của lòng người mà để ánh sáng trong lòng mình vụt tắt. Và đừng dạy con người cười hả hê trên lỗi lầm của mình và tỏa sáng như một con thiêu thân giữa rừng u mê như Đoàn Thị Hương hôm nay. Pháp luật và nhân tâm là hai phụ chủ khác nhau không đồng nhất. Hãy cúi mặt khi cần, chị Ngô Thị Phương Thảo chia sẻ một cách sâu sắc. Bài học đắt giá sao chưa nhận ra? Bạn Facebook Nguyễn Phương chia sẻ rằng một con người dù có bình thường không gây ra cái chết cho người khác thì cũng chưa có thành tích gì cống hiến cho xã hội mà đón rước như mình tình vậy. Tự hỏi trình độ, hiểu biết của những người đi đón rước đó tới đâu. Rất nhiều người ngao ngán so sánh hình ảnh của Đoàn Thị Hương đeo kính râm, uốn tóc, mặc đồ thời trang, cười kiêu hãnh và được chào đón nồng nhiệt với hình ảnh của đội tuyển nữ Việt Nam trở về trong lặng lẽ, dù vừa đánh dấu mốc lịch sử khi vào vòng loại cuối cùng của Olympic năm 2020. Hình ảnh này được chia sẻ rầm rộ kèm theo những icon buồn bã, những bình luận đầy hối tiếc. Nhiều người đã lên tiếng cho rằng thái độ của công dân Đoàn Thị Hương không nên vui vẻ nhưng người lập công như vậy. Và những người đón tiếp nồng hậu cô gái hãy xem lại bản thân. Hương và các bạn trẻ hãy coi đây là một bài học đắt giá cho sự thận trọng trong suy nghĩ về hành động của chính mình, một tài khoản bình luận. Những người khác thì rất lo lắng khi bất kỳ ai cũng trẻ lên một cách nổi tiếng, không khác trường hợp của Khá Bảnh. Người ta có thể biến một nghi phạm giết người thành một ngôi sao. Mọi giá trị đều có thể bị đảo lộn, đen thành trắng, đúng thành sai, xấu thành tốt. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra được. Một bạn trên Facebook lên tiếng kèm theo hình ảnh của Đoàn Thị Hương và Khá Bảnh. Đoàn Thị Hương và Steve Alicia bị bắt và đưa ra xét xử trong vụ án sát hại công dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Choi. Người này được cho là đã chết vì trúng phải chất độc thần kinh VX không lâu sau khi bị hai người phụ nữ xịt một chất lỏng lạ vào mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Nạn nhân Kim Choi còn được cho có tên là Kim Jong Nam, là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, và hai người phụ nữ sau đó được nhận dạng là Đoàn Thị Hương và Steve Alicia. Và sau rất nhiều nỗ lực bảo hộ công dân của chính phủ Việt Nam đối với Đoàn Thị Hương thì các công tố viên Malaysia đã thay đổi cáo trạng đối với cô từ tội danh giết người thành tội danh cố ý gây thương tích bằng các phương tiện nguy hiểm tại phiên tòa hôm 1 tháng 4.